Bên một dòng sông băng ở Tây Tạng, một tỳ kheo ni đã sống cô đơn suốt 28 năm. Có một vị ni sư sống tại tu viện bên cạnh một dòng sông băng ở Tây Tạng. Bà đã tránh xa sự hối hả và nhộn nhịp của thế giới trong nhiều thập kỷ và cống hiến hết mình cho việc tu tập ở đó. Vị ni sư này tên là Sang Yi Doma. Bà xuất gia vào năm 25 tuổi và vẫn tiếp tục hành trình tu hành của mình cho đến hiện tại khi đã bước sang tuổi 53. Chính xác, bà đã sống một mình 28 năm. Vậy tại sao bà Sang Yi Doma lại chọn con đường xuất gia tu hành? Liệu bà ấy có cảm thấy cô đơn ở nơi vắng vẻ này không? Một ngày tại nơi hoang vắng này của bà sẽ trôi qua như thế nào? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Đây là một góc hẻo lánh của miền Trung Tây Tạng và có một ni viện tọa lạc tại đây. Rất ít người biết rằng trong tu viện này chỉ có 4 vị ni sư đang sống và tất cả họ đều tập trung vào việc tu tập và theo đuổi sự bình yên trong nội tâm. Mỗi ngày bà Sang Yi Doma thức dậy khi bình minh vừa ló dạng. Trước khi xuống giường, bà ấy sẽ cầu nguyện và đọc kinh một lúc, sau đó đun nước nóng để rửa mặt. Hàng ngày bà sẽ mang xô đi lấy nước thật sớm và quay trở lại ni viện để bắt đầu lễ nghi cúng dường tượng Phật. Sau nghi lễ, bà sẽ lau dọn sàn nhà thật sạch và tiếp tục chuỗi công việc hàng ngày của mình với việc hành hương. Bà cũng sẽ mang thức ăn cho những chú chó và mèo hoang này hàng ngày để nuôi chúng. Những chú chó mèo này đã đến đây từ lâu và được họ xem như một thành viên của ni viện. Chúng đã trở thành một phần cuộc sống của những ni sư nơi này, cùng họ chia sẻ sự yên bình và tĩnh lặng. Sau đó bà Sang Yi Doma sẽ bắt đầu pha trà và chuẩn bị bữa sáng cho mọi người. Nơi đây rất yên tĩnh. Từ trong sân nhìn ra, có thể thấy được sông đã đóng băng và những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng xóa qua máy kính. 4 vị nữ tu ngồi cùng nhau và bắt đầu thưởng thức bữa sáng đơn giản của họ, chủ yếu được làm từ lúa mạch, rồi cùng nhau uống một tách trà. Sau khi cùng những đồng đạo dùng xong bữa sáng, bà Sang Yi Doma sẽ bắt đầu dọn dẹp sân của ni viện. Mỗi ngày bánh xe cầu nguyện cần được lau chùi và trang chất bôi trơn cẩn thận để đảm bảo nó có thể hoạt động một cách bình thường, không bị gián đoạn. Có một vị khách hành hương đến ni viện đã hỏi bà Sang Yi Doma tại sao lại chọn con đường tu hành. Tuy nói rằng ở đây có đến 4 ni sư, nhưng có phải mỗi người vẫn chỉ đang chìm trong sự cô đơn của riêng mình hay không? Bà Sang Yi Doma đã trả lời rằng khi còn trẻ, mình từng mắc một căn bệnh liên quan đến tâm thần và thường xuyên cảm thấy đau đớn, bối rối. Mặc dù bác sĩ luôn nói rằng bà không bị bệnh gì cả, chỉ là sự đau đớn trong lòng bà vẫn còn đó, không giải thoát được. Bà bắt đầu tìm những phương pháp trị liệu khác để tìm kiếm sự thoải mái về tinh thần. Trong một lần tình cờ tiếp xúc với một quyển sách Phật giáo, bà quyết tâm xuất gia và gửi gắm niềm tin của mình vào Phật. Càng ngày bà Sang Yi Doma càng cảm thấy tinh thần của mình ngày càng tốt hơn. Tôi không biết những vị ni sư kia như thế nào, nhưng riêng tôi cảm thấy rất hạnh phúc, không hề cô đơn. Vị khách đã hỏi thêm rằng, nếu có cơ hội, liệu bà có muốn tìm một công việc trong xã hội không? Ví dụ trở thành một giáo viên hoặc bác sĩ, hay là vẫn chọn ở lại nơi này? Bà Sang Yi Doma mỉm cười trả lời, nếu có đủ kiến thức, bà cũng có thể trở thành giáo viên hoặc bác sĩ. Cuộc sống ở đây rất bận rộn bởi có khá nhiều công việc cần làm mỗi ngày. Vì vậy bà không còn cảm thấy cô đơn nữa. Sáng nào bà Sang Yi Doma cũng dành 2 tiếng để đọc kinh cầu nguyện cho tất cả chúng sinh. Tuy rất ít người biết nơi đây có một tu viện, nhưng thi thoảng vẫn có người ngoài đến chiêm bái. Các ni sư rất hoan nghênh những người đến đây và dẫn họ đi tham quan ni viện, giới thiệu về lịch sử và văn hóa nơi đây. Một vài vị khách hành hương sẽ quyên góp một ít lương thực và trái cây, và các ni sư sẽ sử dụng những thực phẩm này để dự trữ, hạn chế tình trạng thiếu lương thực xảy ra. Đối với các loại trái cây và phô mai mọi người quyên góp, họ sẽ phơi hoặc sấy khô để có thể dự trữ được lâu hơn, tránh việc hư hỏng gây lãng phí thức ăn. Bà Sang Yi Doma dẫn du khách đi thăm ngôi thiền thất cổ gần đó. Đây là một ngôi nhà nhỏ được xây bằng đá, và các vị ni sư đã sống ở đây trước khi ni viện được xây dựng. Họ đã từng thiền định tại ngôi nhà nhỏ này trong nhiều năm và sau đó đã được các tổ chức địa phương xây dựng ni viện. Mặc dù đã chuyển đến ni viện mới, nhưng ngôi nhà nhỏ này vẫn là một nơi khó quên đối với bà Sang Yi Doma. Sau khi dẫn du khách thăm ngôi nhà thiền, bà Sang Yi Doma bắt đầu chuẩn bị bữa trưa từ các loại rau do người dân mang đến. Trong thời gian gần đây, họ đã có được một chiếc bếp ga, nên cuộc sống cũng trở nên thuận tiện hơn nhiều.
trước kia vẫn phải tự nhóm lửa để nấu nướng. Vì gần ni viện có một dòng sông băng ở độ cao 5.200m, nên thời tiết vẫn rất lạnh ngay cả trong mùa hè. Bà Sanyidoma mỗi ngày đều đến đó để thiền sau buổi trưa. Buổi thiền thường kéo dài khoảng 1 giờ. Sanyidoma chia sẻ rằng đây là cách để nội tâm của bà và Phật giáo giao tiếp với nhau. Điều quan trọng nhất là bà ấy đang cầu nguyện cho thế giới được hòa bình. Sau khi thiền định, bà Sanyidoma sẽ dành thời gian dọn dẹp lại nơi này và dọn sạch rác trên sông băng, mang chúng đến ni viện để phân loại rác và xử lý. Buổi chiều bà Sanyidoma sẽ trở lại ni viện để tiếp tục cuộc sống hàng ngày của mình. Vào mỗi đêm trước khi đi ngủ, bà sẽ cầu nguyện trong một khoảng thời gian, sau đó ngủ cùng chú mèo trong tay, kết thúc một ngày với lòng biết ơn và những lời cầu nguyện tốt đẹp gửi đến mọi người. Một cuộc sống như thế đối với người bình thường thực sự quá cô đơn và buồn chán. Nhưng niềm vui và hạnh phúc của những hành giả, những tỳ kheo ni ẩn cư là tìm được niềm tin và an ủi trong nội tâm từ Phật giáo, cầu nguyện bình an và sức khỏe cho chúng sinh. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.